Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về một cái chuyên mục gọi là các phương trình quy về phương trình bậc hai nha các bạn. Đó. Mình sẽ nói về một cái phương trình quy về phương trình bậc hai. Rồi, thứ nhất mình sẽ nói về tổng quát cái phần bài học này. Sau đó mình sẽ có những cái bài tập liên quan về từng chuyên mục và các bước để giải quyết các bài tập đó. Thứ nhất đó là gọi là phương trình trùng phương. Rồi, như thế nào gọi là phương trình trùng phương? Thì phương trình nó có dạng như thế này: a x mũ 4 cộng b x mũ 2 cộng c bằng 0. Đó, đây là phương trình trùng phương. Phương trình trùng phương y chang phương trình bậc hai. Nếu các bạn thay cái x mũ 4 bằng x mũ 2, thay x mũ 2 thành x thì các bạn sẽ ra một phương trình trùng phương. Vậy nói nôm na là cái phương trình trùng phương này bạn có thể chuyển về một cái phương trình dạng bậc hai đó, theo một cái biến khác. Khi mà các bạn đã đặt, vậy các bạn đặt t để giải được phương trình trùng phương này, các bạn đặt t bằng x bình, rồi với điều kiện x bình là một số luôn luôn lớn bằng không, vậy t của mình sẽ lớn bằng không đó. Vậy nói nôm na để giải được phương trình trùng phương thì các bạn bước một, các bạn phải đặt t bằng x bình, sau đó chuyển cái phương trình trùng phương về cái phương trình dạng bậc hai, thì rồi các bạn áp dụng cái công thức tìm nghiệm của phương trình hai là các bạn sẽ giải qua ra được cái vấn đề đó thôi. Cái phương trình thứ hai đó là cái phương trình chứa ẩn ở mẫu hay nói nôm na là một cái phương trình như thế nào, là một cái phương trình có dạng phân thức nha các bạn. Phân thức đó, cái dạng phân thức đó. Phân là có tử và mẫu, phân thức là có tử và mẫu. Rồi, để giải được phương trình có chứa ẩn ở mẫu thì cái bước một đầu tiên đó là các bạn phải có điều kiện để cho mẫu khác không nha các bạn. Mẫu phải khác không, đó là điều kiện cương quyết đầu tiên. Còn vấn đề ở chỗ vào những cái bài tập khác thì mình sẽ giới thiệu cho tất cả các bạn một cái tiếp theo thôi. Rồi bước hai đó là chính là gì ạ? Quy dòng mẫu hay còn gọi là quy dòng mẫu, hay còn gọi là kiếm mẫu số chung thì các bạn phải quy dòng mẫu nha các bạn. Kiếm mẫu số chung rồi quy dòng. Bước ba đó là giải khi mà giải thì bắt đầu các bạn sẽ quay về một cái phương trình bậc hai. Thì các bạn cũng giải bình thường giống như giải tìm nghiệm của phương trình hai. Rồi cái bước cuối cùng của nó đó gọi là nhận và loại, hay còn gọi là đánh giá về nhận hay loại, hay còn gọi là đánh giá cái nghiệm của bạn. Khi mà các bạn giải tới đây thì cái nghiệm của bạn phải khỏi cái điều kiện cái bước một đã các bạn vô như vậy. Rồi cái số 3 đó gọi là cái phương trình dạng tích. Phương trình dạng tích là sao ạ? Thì ở chương trình lớp 8 mình đã nói rồi, phương trình dạng tích là đa thức này nhân đa thức này bằng không á, đa thức a nhân đa thức b bằng không. Đó, nói nôm na khi người ta cho một cái đa thức, các bạn có thể chuyển về cái dạng tích như thế này, dạng tích a nhân b bằng không, thì các bạn sẽ giải được bằng cách là mình có là gì ạ? A bằng không, b bằng không, được gọi là dạng tích nha các bạn. Rồi đó, còn cái vấn đề ở chỗ là giải như thế nào, từ cái chuyên mục của mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách giải phương trình trùng phương, cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu nè, rồi là cách giải phương trình cách nè. Nói như hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn tỉ mỉ từng cách giải khác nhau. Các bạn nào có thể đăng ký kênh mình để theo dõi tiếp những cái đoạn clip sau nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye.